Như vậy là tấm pin cuối cùng của anh em chúng tôi đã được bắt thành công. Đang bắt tấm pin. Và các cái phương án bảo hộ là dây nhung được giặt khắp nơi, thang được giặt khắp nơi, giặt ráo thì bắt nhưng mà lại cuối cùng không sử dụng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của KVD Solar và tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì anh em chúng tôi vừa hoàn thiện và bàn giao xong một cái công trình điện năng lượng mặt trời hòa lưới có lưu trữ cho mái ngói này. Anh em thấy cái mái ngói rất là dốc không? Đấy, đằng sau anh em đây là một cái hệ thống mái ngói nghiêng khoảng 40 độ. Và anh em chúng tôi vừa mới hoàn thiện và bàn giao xong cái công trình này cho gia chủ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em, đội ngũ anh em chúng tôi sẽ chia sẻ cho anh em là cái kỹ thuật thi công trên mái ngói biệt thự, mái ngói Thái này nó như thế nào. Mái ngói này là một cái dạng ngói rất là đặc biệt, đó là dạng thiết kế hình chữ A, các cái góc cạnh rất là dốc, độ nghiêng thông thường khoảng người ta sẽ làm khoảng 30 đến 40 độ, và có nhiều vị trí và nhiều hướng khác nhau để làm gì ạ? Hạn chế cái việc ánh nắng mặt trời nó chiếu trực tiếp vào mái nhà, và từ đó là làm cho cái hệ thống bên dưới, các cái phòng bên dưới của tòa nhà là được mát hơn. Thì cái hệ thống mái ngói này là gia chủ cố tình là làm nghiêng hướng nam, và đã là đạt cái hướng đúng hướng để thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời. Tuy nhiên cái độ nghiêng thì rơi vào khoảng 40 độ và rất là dốc, và bên dưới thì tranh vanh. Thì anh em chúng tôi đã thi công hệ thống này như thế nào, và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em kỹ thuật thi công trên mái ngói, làm thế nào mà thi công đúng kỹ thuật và đồng thời là an toàn, đảm bảo. Thì nếu mà cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào nút đăng ký, sau đó ủng hộ, bấm vào quả chuông bên cạnh để ủng hộ cho đội ngũ KVD Solar anh em chúng tôi nhé, để mỗi lần mà chúng tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nha nhận được cái video của đội ngũ anh em chúng tôi. Hẹn gặp lại và xin chào, và hãy tiếp tục theo dõi video của đội ngũ KVD Solar. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đội ngũ anh em chúng tôi KVD Solar chuẩn bị thi công một cái hệ thống điện mặt trời hòa lưới hybrid có lưu trữ công suất là gồm có 14 tấm pin quy trong 425W. Đây thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em cái kỹ thuật thi công trên mái ngói biệt thự. Đối với các cái hộ gia đình có mái ngói biệt thự hoặc là những cái khu vực mà người ta làm mái nhà theo kiểu như thế này, đó là gạch, mái ngói này là ngói xi măng đúc. Xi măng đúc anh chị em đây. Thì cái kỹ thuật thi công sẽ như thế nào? Mái này thì có độ dốc khoảng 40 độ, độ nghiêng khoảng 40 độ. Khá là trơn và nóng. Thì cái mái này có độ chiều dài là 9m, 9m nha anh chị em nha. Tấm pin của chúng ta là có kích thước là 1m05. Tấm pin quy sao 425W. 1m05 cộng với cái chiều dài của kẹp bìa kẹp giữa 2cm nữa là 1m07. Chúng ta sẽ nhân lên mỗi hàng là 7 tấm thì như vậy tổng là 14 tấm. 7 x 2 là 14 thì như vậy là 7 tấm thì là kích thước là 7,5m. Đấy. 7,5m, chiều dài mái là 9m thì như vậy chúng ta hoàn toàn là đủ hai dãy để lắp là 14 tấm pin năng lượng mặt trời trên cái mái này. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành bắn các cái chân L trên mái ngói. Cái này lần này thì chúng tôi xuyên thẳng vào mái ngói và chúng thấm cho gia chủ bắn thẳng lên, và sau đó thì nữa là bắn các cái ray nhôm lên. Các cái ray nhôm thì đang được đặt phía dưới chuẩn bị tí nữa nâng lên. Đây thì anh em chúng tôi phải đu trên mái ngói một cái thang chữ A gác lên và một người giữ, thì sau đó một dây bảo hộ cột vào người, sau đó là đu trên mái để tiến hành thi công. Vì cái độ ngồi dốc là khoảng 40 độ cho nên là không thể mà di chuyển bằng người không lên. Nếu mà di chuyển bằng đấy, trượt tay anh em rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải tiến hành đu như thế. Một người kéo và một người giữ để mà di chuyển trên mái ngói. Thi công khá là vất vả và nguy hiểm. Đấy. Đòi hỏi tính chuyên môn cao và an toàn kỹ thuật trong quá trình thi công. Từ cái vị trí mép của cái viên ngói đây đến viên mũi khoan đó là 10cm anh chị em nhé. Đây chính xác cả dãy luôn. Một dãy này là chúng ta sẽ khoan 8 cái chân L. 8 cái chân L như thế này. Đó.
gồm có 7 tấm pin năng lượng mặt trời, dài 7,5 m. Cái bài toán khó khăn ở đây đó chính là làm thế nào biết được cái vị trí của cái xà gồ phía dưới để mà khoan. Đó là cái điều quan trọng. Đấy. Thì anh em chúng tôi phải tiến hành test thử nghiệm khoan một lỗ và sau đó đi xuống phía dưới mái nhà để đo đạc chính xác cái vị trí của cái lỗ mình cần phải khoan. Thì sau khi mà khoan thử nghiệm thì chúng tôi sẽ tiến hành đo đạc và xác định vị trí, đó là cái vị trí cái mũi khoan. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở trên Trần La Phong nhá anh chị em. Đấy, thì chúng ta có một cái thang này leo từ dưới nhà leo lên này. Đấy. Thì leo lên đây thì sẽ thấy được toàn bộ mái nhà cũng như là toàn bộ cái hệ thống dây điện mà chủ nhà họ đi. Đấy. Đây là hệ thống trần thạch cao là không. Đấy, thì những cái cây này thì họ có những cái chân trụ này bằng bê tông này, sắt, nên chúng ta có thể là yên tâm trong quá trình mà ví dụ chúng ta không có thể đóng được cọc tiếp địa thì chúng ta có thể bắn vào đây. Đấy, thì nó cũng tiếp địa cho hệ thống điện năng lượng mặt trời. Dây điện năng lượng mặt trời thì anh em chúng tôi đi đục tường này. Đấy. Và sau đó là đi trong ống rụt gà. Đi lên trên này thì sẽ đi lại cái phía đầu của treo inverter. Đấy. Đó, anh em có thể thấy. Trên này thì họ cũng đi dây bóng đèn này, các cái dây tải sử dụng trong gia đình là đi trong ống rụt gà hết. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được cái mái kết cấu của mái nhà, đó là bằng sắt hộp mạ kẽm. Và những cái cây xà gồ này là vuông 30 x 30 mm, người ta làm để đỡ các cái viên ngói này. Đấy. Ngói này là ngói xi măng, gạch xi măng. Đấy. Có độ dày là khoảng này là khoảng 2 cm nha anh chị em. Dày, rất là dày. Đấy. Vì vậy thì anh em chúng tôi trong quá trình mà khoét thì khoét xuyên cũng rất là vất vả. Mũi khoan phải thật sự là sắc nhọn thì mới có thể xuyên thủng được. Và khi mà xuyên thủng thì các cái chân L sẽ được bắn vào đây. Cái vị trí xuyên nó là cách cái xà gồ này là giáp mí ngói đấy là 10 cm. 10 cm thì nó sẽ trúng vào cái xây xà gồ vuông 3 này. Đấy. Thì như vậy là cây xà gồ sẽ ăn với cái vít bắn tôn dài 10 cm. Cái vít bắn tôn dài 10 cm sẽ được bắn xuyên thủng cái xà gồ sắt này. Đấy. Và cái chân L sẽ được trụ chắc chắn. Đấy. Tất nhiên thì ban đầu chúng tôi khoét thì không có đúng, sau đó phải test silicon lại. Và cái mũi khoan thứ hai là đúng. Và mũi khoan đầu tiên thì chúng tôi sẽ đo đo nhưng mà chưa chính xác lắm, 7 cm, nhưng mà vẫn chưa chính xác lắm. Sau đó chúng tôi đã dịch lên, đó là tính toán được cái khoảng cách. Thì như vậy là chính xác là 10 cm, tính từ cái mí của cái viên ngói, giáp mí hai viên ngói đi lên là 10 cm. Đấy. Thì như vậy là trúng cây xà gồ. Và đấy là cái kỹ thuật mà chúng ta để chúng ta biết cách chúng ta có thể là thi công hệ thống hệ thống điện mặt trời, lắp đặt các cái tấm pin trên mái ngói biệt thự, mái thái có độ nghiêng là khoảng 40 độ này. Đấy. Nếu mà cảm thấy video này hay và hữu ích thì anh chị em đừng quên là bấm vào nút đăng ký nhá, bấm nút đăng ký và ủng hộ đội ngũ KMD Solar anh em chúng tôi, để khi mà chúng tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video sớm nhất. Đấy. Bấm vào nút đăng ký, sau đó bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh. Như vậy là anh em chúng tôi đang quan đến cái chân L thứ tư rồi anh chị em nhé. Đấy. Mái rất là dốc nghiêng 40 độ, bên dưới là không có bất kỳ một cái gì, không có giàn giáo, không có gì hết. Đấy, thì ở đây thì để mà di chuyển được xuống và phía dưới, đấy, di chuyển xuống phía dưới mái để mà bắn các cái chân L, đấy, thì chúng tôi sử dụng một cái dụng cụ, đó là cái thang chữ A thang nhôm. Đấy, để đi tôi phải đứng ở đây để giữ thang cho anh em đi xuống để khoan.
sau khi mà khoan thì chúng tôi sẽ tiến hành là test silicon chống thấm cho gia trục. Tất cả những cái chân này thì chúng tôi đều test silicon cho gia chủ này để chống thấm cho gia chủ hết. Anh chị em chú ý là những cái giữa những cái khúc ray mà nối với nhau thì chúng ta phải nối bằng cái thanh ray. Giữa các cái thanh ray nối với nhau khúc ngắn này, nếu mà nối cây này là 1m7 này anh chị em này. Đấy, máy bên này là 8 tấm pin, là chúng tôi cắt là tổng chiều dài nó là 8m7, tổng chiều dài tấm pin là 8m56 thì chúng ta sẽ nối thành 8m7 này. Thì cái này chúng ta phải nối để cho tạo sự chắc chắn giữa hai cái nhôm liên kết với nhau. Đấy. Chứ không, nếu không nối thì cái này nó sẽ rất là yếu nhá anh chị em nhá. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang kéo các cái tấm pin năng lượng mặt trời lên trên mái ngói này. Rất là vất vả. Mái dốc 40 độ thì phải qua hai công đoạn, một là tập kết lên trên đây, và công đoạn tiếp theo nữa đó là lắp các cái tấm pin năng lượng mặt trời kéo hai tầng. Đấy. Rất là vất vả. Dây điện DC thì kéo vào bên trong nó thông qua cái này, đục cái lỗ tường này. Đấy. Bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi, thời tiết khá là êm dịu, lúc xa lúc trưa rất là nắng. Đấy. Anh em chúng tôi cố gắng làm nốt mấy tấm rồi nghỉ buổi chiều. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang tiến hành lắp các cái tấm pin năng lượng mặt trời trên mái ngói này. Mái rất là dốc 40 độ. Tôi trực tiếp thi công luôn anh chị em nhé. Đấy, mình chắt dây bảo hộ, dây dù bảo hộ đó. Và tập kết 4 tấm một lần ở đây, 4 tấm pin một lần ở đây và sau đó kéo lên. Thì đây này là mái ngói và phải sử dụng phụ kiện, đó là các cái chân L và ray nhôm dài. Một cây là 4,2m. Hàng trên này là 8 tấm pin năng lượng mặt trời này, 425W quy cell. Tấm bên dưới này là hàng bên dưới là 6 tấm. Tổng cộng ở đây là 14 tấm pin năng lượng mặt trời quy cell 425W. Như vậy là tấm pin cuối cùng của anh em chúng tôi đã được bắt thành công. Đấy, đang bắt tấm cuối. Và các cái phương án bảo hộ là dây dù được dán khắp nơi, thang được dán khắp nơi, giặt giáo thì bắt nhưng mà lại cuối cùng không sử dụng. Đấy. Như vậy là trên này là lắp 8 tấm và dưới cái lắp 6 tấm, tổng là 14 tấm công suất đèn pin, là mỗi tấm là 425W. Đấy.